Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Đăng, Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Saigon TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Saigon TV. À, hôm nay là ngày thứ hai ngày 5 tháng 8 rồi quý vị ơi. 5 tháng 8 2024 rất vui được gặp lại các vị trong ngày hôm nay. À, chúng tôi có ở trên Facebook này, có trên YouTube này, mình có thể go cái phần à, tìm kiếm searching gõ vô LSTV thì sẽ có ngay trang nhà của L, uh, Leader Saigon TV hoặc là lên mạng mình uh, Sài gòn tv.com và trên tv bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali 16.11 và bên Houston Texas là đài 27.6 và chuyện gì đang xảy ra với uh, thị trường chứng khoán vào ngày hôm nay? Không phải là ngày hôm nay mà từ hôm cuối tuần rồi đó thấy làm cả một màu đỏ bao trùm sáng nay tưởng tượng vừa mới nhìn vô uh, tiền gì tiền ảo, à, bitcoin tiền ảo. Quý vị tưởng tượng giờ ai đầu tư tiền ảo mới tuần trước đó là nó giá này tuần này tự nhiên mất mười mấy chục ngàn. À hôm uh, 28 tháng 7 thì lúc bây giờ tiền ảo à, một đồng tiền ảo đang là 67.000. Sáng hôm nay đã có lúc rơi xuống còn có 50.000 thôi. Hiện wow. tại đang là 51.000. Quý vị thấy là nó khác nhau mười mấy ngàn, 15 16 ngàn cho một đồng tiền ảo. À, lý do tại sao mà thị trường đang à, trên đà sụp đổ vào sáng ngày hôm nay là tại vì thứ nhất là cái báo cáo về số người ăn tiền thất nghiệp hay là tình trạng của những người khai là bị thất nghiệp cái bản báo cáo vào hôm thứ sáu vừa rồi nó không đem lại một cái tin tốt gì hết và thứ hai nữa là à, quỹ dự trữ liên bang đã không có một cái chương trình cắt giảm à tình lời như người ta mong muốn hôm thứ sáu trong tuần vừa qua đó và thứ ba nữa là nền kinh tế của Mỹ đang bị nghi ngờ là không có vực dậy nổi. Có ba cái yếu tố đó mà làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay Dow Jones đã có lúc mất tới 1.000 điểm nha quý vị nha và Nasdaq cũng vậy. Sáng hôm nay thì vô một cái nhìn thấy công ty Apple mất đầu 10%. Wow, đây là con số đáng kinh ngạc trong khi đó thì giá vàng sáng hôm nay cũng mất theo giá vàng đang rơi vào khoảng mất đi khoảng 35 đồng cho một ounce vàng vào sáng ngày hôm nay à, cho nên vàng lượng đó thì cuối tuần vừa qua là 2.900 đồng một lượng vàng thì sáng hôm nay mình có thể thấy là các tiệm vàng sẽ điều chỉnh giá vàng lại là sẽ còn có 2 tám mấy thôi là tại vì một ounce vàng sáng hôm nay đã mất đi khoảng 35 đồng rồi và đó là những cái gì mà hiện tại đang xảy ra 100% số người được hỏi và những nhà phân tích về tài chính đó thì họ đều nghĩ rằng với cái tình hình này thì quỹ dự trữ liên bang sẽ phải cắt giảm tiền lời 0.5% vào cái kỳ họp tháng 9 à, cho nên người ta đang hy vọng rằng là nếu quỹ dự trữ liên bang mà cắt giảm tiền lời thì có thể là cái thị trường chứng khoán nó có thể khởi động lại, nó khởi sắc lại một tí xíu chứ tình hình này thì thấy hơi căng thẳng. Với lại trong những ngày vừa qua đó thì ở bên Iran đã nói rằng là sẽ trả thù cái việc mà giết một lãnh đạo cao cấp của Hamas đó là ông Ismail Haniyev. và họ nói rằng là sau khi họ để quốc tang 3 ngày 1 ngày 2 ngày 3 tháng 8 thì sẽ có một cái việc trả thù cho cái việc mà Israel đã à, giết hại ông này người ta nói rằng là Israel giết hại nhưng mà bên phía do thái Israel đó thì đã không có phủ nhận cũng không có công nhận nữa cho nên vẫn đang là chờ đợi coi là cái việc trả thù đó như thế nào đồng thời với cái việc mà Iran lên tiếng là trước đây đã có những cái việc mỹ giết hại những lãnh đạo cao cấp của Iran cũng như của Hamas đó thì họ sẽ Trả thù uh, bằng cách là ám sát ông Trump nữa cho nên cái việc đó nó cũng làm tăng thêm cái mối căng thẳng ở ở Trung Đông. Uh, nếu do Thái với Lebanon uh, với Hezbollah của Lebanon mà đánh nhau rồi các nước có tham gia vô như thế nào, Iran sẽ là đứng sau lưng của Hezbollah. Đó, cái việc mà thế giới đang đối diện với lại căng thẳng ở Trung Đông cũng là một phần để làm cho uh, thị trường chứng khoán nó cũng mà lao dốc theo. Tuy nhiên nếu mà cái chiến tranh có xảy ra thì giá vàng nó sẽ không là giúp như ngày hôm nay. Đó, thì, đó, khi mà có chiến tranh đi thì giá vàng sẽ tăng vọt lên. Wow. Đó, cho nên ngày hôm nay mình đang coi là từ giờ cho đến lúc đóng cửa thị trường chứng khoán vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay đó thì uh, những con số này nó có thay đổi hay không? Uh, hiện tại thì chúng tôi đang nhìn thấy là Dow Jones uh, đang là trừ đi 927 điểm trong khi đó là Nasdaq đang bị trừ đi 574 điểm và S&P 500 trừ đi 145 điểm đó là những con số vào sáng ngày hôm nay Wow nhìn nghe sáng sớm ngày thứ hai mà nghe tin thấy rất là <cười> <cười> liên quan đến toàn là tiền bạc không mà từ thứ sáu rồi là đã thấy thị trường chứng khoán nó 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 đỏ thật là đỏ Amazon trong thời gian qua mà ai theo dõi á, thấy nó lên lên đến hơn cả 200 đô la một một cái một cái gì một cái stock cổ phiếu, hả? Cổ phiếu. Một, dạ nhưng mà đến ngày thứ sáu bắt đầu nó tuột mà khi nó tuột xuống nó tuột kinh khủng ví dụ như sáng nay thì nó chỉ còn có 160 mấy đồng 160 đồng thôi đó là rất rất là nhiều hay là Tesla cũng vậy còn dưới 200 đô la cho một cổ phiếu những người nào mà trong thời gian qua đầu tư những cái này đặc biệt là bitcoin thì sẽ giống như dở khóc dở cười á bởi vì nó xuống quá thấp còn anh nguyễn trường nói đến vàng bởi vì khi mà chúng ta coi tin tức trong cuối tuần vừa qua những cái gì liên quan đến những cái đụng độ ở trên thế giới tình hình mà người ta ồ oh, có chiến tranh xảy ra không ừ. chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra không đủ thứ hết thì ảnh hưởng đến giá vàng là đúng và đặc biệt là vàng việt nam ở hôm trước ngọc lan cũng đã có nói cái chuyện mà ở vàng ở Việt Nam là do nhà nước quản lý nhưng mà cái chuyện mà mua vàng của chính nhà nước xong đến khi đem bán ra nó lại giống như là dở khóc dở cười vậy đó nó rất là không biết nói như thế nào ở trên thế giới cũng là cái miếng vàng SGC nhưng mà hai chục năm trước cũng miếng vàng đó cũng chất lượng như vậy họ làm ra họ in một cái mã số khác rồi bây giờ người ta mua người ta cất giữ đó nhưng mà bây giờ đem ra bán họ nó họ không mua lại bởi vì cái đó là cái mã số cũ rồi bây giờ nhà nước <laughs> bây giờ nhà nước chưa có cho họ cái số lượng để mà dập giống như họ phải thâu lại cái vàng cũ này rồi nhà nước ra một cái chỉ tiêu là bao nhiêu họ được dập lại bao nhiêu miếng vàng mới thì họ mới lấy cái đó họ in lại cái mới họ nấu ra họ in cái mới mà bây giờ nhà nước chưa cho ra chưa cho cái số lượng đó cho nên họ không mua thì quý vị hỏi tưởng tượng người ta trữ vàng mà bây giờ cần tiền đi bán mà bán không được thì lấy tiền đâu mà xài rồi những cái miếng vàng này ở ngoài họ bọc những cái miếng nhựa mà chỉ cần á, cái miếng nhựa thì nó không thể tồn tại mãi với thời gian Mà người ta giữ 10 năm, 20 năm bây giờ nó ra nó bị chày, nó bị xước Cái là thế là trừ tiền Cho nên là cũng dở khóc dở cười ở cái chuyện mà vàng Chứ không phải là giống như ở đây anh Nguyễn Trường nói à, Khi mà tình hình thế giới diễn ra căng thẳng Có chiến tranh hoặc là có những cái biến động gì đó Thì người ta mua vàng, người ta bán vàng thì rất là thoải mái Hay là có người hỏi là Ô vậy chứ mua vàng Costco rồi mang đi bán có dễ không? dễ cứ mang ra tiệm vàng là bán. Costco không mua lại với lý do họ không là một cái nơi kinh doanh vàng bạc. Cho nên vàng ví dụ như buổi sáng cái giá nó khác, buổi chiều cái giá nó khác. Ai mà mua bán vàng rồi thì quý vị biết. Cho nên là Costco nó không làm cái việc đó. Họ cũng không có chuyện trách nhiệm họ đi thử vàng hay kim cương. Cho nên là hỏi là ô so sánh cái chuyện mua vàng lại ở Việt Nam với lại chuyện ở Costco hai cái nó nó khác ngược nhau. À, sáng ngày hôm nay thì mình ừ. nhìn sơ qua cổ phiếu của những cái công ty lớn nha thí à, dụ như là của Boeing, mình đang coi ở đây là Boeing nè đã có lúc lên cao nhất là 210 đồng cái này là hồi tháng 2 à, lúc cao nhất là 210 đồng mà ngày hôm nay là 164 đồng bây giờ mình thử coi qua một công ty khác đó là công ty uh, Vinfast sáng ngày hôm nay chỉ còn có 3 đồng 69 sen cho một cổ phiếu mà thôi trong khi đó thì Tesla cũng vậy, chịu ảnh hưởng chung với thị trường chứng khoán toàn thế giới ngày hôm nay. Tesla đang là 196 đồng mà cách đây chỉ có chừng một tháng thôi. Lúc bây giờ Tesla là 260, 270 đồng nha quý vị nha. Hôm nay là cuốn xuống là còn có 196 đồng. Thì uh, nếu mà là tháng 9 này họp quỹ dự trữ liên bang mà cách giảm tiền lời thì thế nào thị trường chứng khoán cũng khả sắc lại và lúc bây giờ đó nếu mà mình mua uh, Tesla, Apple, những công ty lớn đi Microsoft hoặc là gì đó, mình có thể mua đi thì tới ngày hôm đó chắc có sẽ có lời tại vì nếu mà thị trường chứng khoán đi lên lại thì những công ty này mà báo cáo lợi nhuận của họ có đi thì nó cũng kiếm lại được một ít tiền lời. Như vậy là theo ý anh trường là ai có tiền dư giả dư bây giờ đi. Ừ. trong trong lúc này đi mua chứng khoán kiểu giống như là mua hàng sale vậy đó. 200 mùa, bữa nay dạ, 200 Tesla. mua hàng này. sale lúc nó đang xuống giá rồi sau đó chờ đến đến tháng 9, tháng ừ. 10 thì nó lên giá trở lại thì bán rồi là coi như là có có lời đúng không? Hoặc là có ai có tiền nữa đi mua vàng mà tình hình thế giới rồi xung quanh nhiều thấy nhiều cái bất ổn. Xin mời <laughs> quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.